chào tất cả các anh chị. Hôm nay Vĩnh Nghi đại diện cái công ty Thế Giới Mạch Vạch xin giới thiệu với các anh chị đến cái dịch vụ sửa chữa cũng như bảo hành tại trung tâm Thế Giới Mạch Vạch. Thế Giới Mạch Vạch với kinh nghiệm 18 năm trong nghề tự tin để giải quyết cái vấn đề về bảo hành, bảo trì cũng như là xử lý sự cố những cái trường hợp không đáng tiếc xảy ra. Với hãng Zebra thì đối với đội ngũ chúng tôi luôn luôn sẵn sàng có đội ngũ có những kỹ sư tốt nghiệp ra trường, những người có bề dày kinh nghiệm. Thì với một cái máy đơn thuần như đây, đây là một cái dòng máy của hãng Zebra, có những bộ phận như là main bar nguồn, đây là main nguồn và đây là main điều khiển. Đây là những bộ phận nó kết tạo nên tạo một cái máy Zebra, máy in này để dùng phục vụ cho sử dụng đề can giấy hay là label. Thì máy nó hoạt động cấu tạo bởi cái main nguồn và main điều khiển và cộng với những cái dàn cơ để nó cuốn cuộn mực và cuộn giấy. Đây là những cái dàn cơ của máy. Một cái thành phần của máy đại loại là có cơ bản có những chi tiết cụ thể như thế này: main nguồn, main điều khiển và các cái dàn cơ. Còn trong đó nó có cái đầu in phía trên này nữa, các đầu in nữa. Vậy thì để muốn nói rằng đến với công ty Thế Giới Mạch Vạch, anh chị là khách hàng của chúng tôi luôn luôn yên tâm trong cái việc nhận và sửa chữa cũng như là bảo hành trong thời gian hoặc qua thời gian bảo hành, với một chi phí rất là hợp lý để anh chị có thể yên tâm vận hành. Trong trường hợp các anh chị có vướng ngại về vấn đề sản phẩm bị sự cố khi trong quá trình vận hành, thiên tai hay MBC, thì công ty chúng tôi có dịch vụ cho mượn máy thay thế vô để lấy cái máy này về để mà kiểm tra. Đó là ưu điểm ở công ty Thế Giới Mạch Vạch, dịch vụ sửa chữa bảo hành tự tin là trung tâm bảo hành tốt nhất hiện tại thị trường Việt Nam, với cung cấp cái nguồn năng lực và khả năng giải quyết vấn đề cũng như là máy in với là các những cái sản phẩm mà có thể giải quyết tại Việt Nam mà không cần phải gửi hàng qua nước ngoài. Đây là ưu điểm của công ty Thế Giới Mạch Vạch. Bộ phận đại diện cho bộ phận trung tâm bảo hành của Thế Giới Mạch Vạch luôn luôn đón chào các vị khách hàng cũng như luôn luôn đón nhận cái sự phản hồi từ khách hàng. Xin chân thành cảm ơn. Xin hẹn gặp lại.